tình nguyện tỉnh phối hợp với Trung tâm Thương mại Mexico Thái Nguyên tổ chức. Lời nói đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức, những người thực hiện chương trình xin gửi đến quý vị đại biểu, quý khách mời và các bạn tình nguyện viên và toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, máu là loại thuốc điều trị đặc biệt chỉ có thể lấy được từ những người khỏe mạnh, an toàn. Hiến máu cứu người còn thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. Người hiến máu là người mang lại cho người bệnh cuộc sống, niềm vui và hy vọng. Tuy nhiên, lượng máu hiến tình nguyện hiện nay chỉ đáp ứng được một phần cho nhu cầu cấp cứu và điều trị. Nhằm tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phong trào vận động hiến máu tình nguyện và phát động chuỗi ngày hội hiến máu tình nguyện, vận động tiếp nhận lượng máu, góp phần khắc phục tình trạng hiến máu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện hướng dẫn số 88, ngày 19... Vâng, mẹ muốn gửi tới tất cả mọi người ạ. Thật thì sau đây thì sẽ là tiết mục của Thịnh Thần Mùa Xuân ạ. Vâng, tất cả mọi người chuẩn bị. Ra đi, nghe đi. Tình yêu đang say mơ thắm, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương tình thầm. Mùa xuân đã đến bên, và mùa xuân đã đến bên. Lấy quà như nào? Lấy quà như nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.